biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng rơi bước. Lời Ngài đường chân nhân đi vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Truyền giáo cho chân lý, xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu cho môi con tâm nét cười. Với tình cảm trách nhiệm là cha là mẹ, chúng ta về đây để chứng kiến việc con cái của chúng ta bước vào đời trong lĩnh vực giữa giáo hội và xã hội. Giáo hội là để con cái của chúng ta được nhận kiến thức, hôn phối, và xã hội không giáo những ai là vợ là chồng, mà nếu chưa được nhận kiến thức hôn phối thì chưa thể công nhận là vợ chồng được. Vì thế cho nên là chúng ta là cha mẹ đã lo liệu cho con cái việc để được nhận kiến thức hôn phối, đó là một điều rất tốt đẹp trong tinh thần trách nhiệm. Còn các bà công giáo đến đây để cùng với chúng tôi chứng kiến trong việc xã hội công giáo ban kính hôn phối cho đôi tân hôn này như thế nào, thì chắc rằng chúng ta cũng đã luôn có một ý thức rằng để con cái của chúng ta được sống hạnh phúc tốt đẹp trong năm. Với tinh thần đó, xin mọi người hợp ý cùng tôi trong kỳ ban kính hôn phối này cho hai cháu đây. Để hoa lên mặt. Để tình yêu của chúng con được đóng ấn trước mặt đại diện hội thánh và cộng đồng, và để chúng con luôn luôn trung tín với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân. Bởi đó trước mặt hội thánh, cha hỏi ý kiến chúng con Vicente, Núi và Huệ. Chúng con hôm nay có được tự do và thật lòng đến đây chứ không bị ép buộc để kết hôn với nhau không? Còn tự do. Huệ. Khi chọn đời sống hôn nhân, chúng con có sẵn sàng yêu thương và kính trọng nhau suốt đời không? Dạ có. Chúng con có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và hội thánh không? Dạ có. Vậy bởi vì chúng con đã quyết định kết hôn, chúng con hãy cầm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của chúng con trước mặt Thiên Chúa và hội thánh người. Vicente Núi có nhận chị Huệ đây làm vợ và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với vợ khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng vợ mọi ngày suốt đời không? Chà, có. Như vậy có nhận anh Núi đây làm chồng và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với chồng khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chồng mọi ngày suốt đời không? Xin Thiên Chúa đoái thương xác nhận sự ưng thuận mà chúng con đã tỏ bày trước hội thánh, và xin đoái thương đổ tràn đầy ơn phúc cho chúng con. Sự gì Thiên Chúa đã ràng buộc thì loài người không được phân ly. Amen. Xin Thiên Chúa chúc phúc cho những chiếc nhẫn này mà hai người trao cho nhau để làm bằng chứng tình yêu và trung thành. Thank you.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy nài xin Chúa chúc phúc cho đôi tân hôn này và đoái thương phù giúp những người Chúa đã phối hợp thành vợ chồng. Lạy Chúa Cha Chí Thánh là đấng dựng nên vũ trụ, Chúa đã tạo thành người nam và người nữ giống hình ảnh Chúa, và Chúa muốn đời sống chung của họ được tràn đầy ơn phúc. Chúng con khiêm tốn dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho người vợ này hôm nay được phối hợp với chồng bằng hôn ước. Lạy Chúa xin đổ tràn đầy hạnh phúc trên đôi vợ chồng này, để khi hưởng hạnh phúc hôn nhân, họ nêu gương sáng đời sống vẹn toàn và trở nên cha mẹ đạo đức. Lạy Chúa xin cho họ biết ngợi khen Chúa khi vui, tìm kiếm Chúa khi buồn, vui mừng thấy Chúa hiện diện giúp đỡ khi lao động, cảm thấy Chúa gần gũi trong cơn túng thiếu, và khi đến tuổi già hạnh phúc cùng với thân bằng cố hữu và được sung bày trên nước trời, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đây chiên Thiên Chúa để đứng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng dám chưa ở vào nhà con, nhưng xin chưa ban phòng thời thì linh hồn con sẽ hạnh nguyện. Trong nhà Chúa muôn đời. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Con cảm ơn nơi Chúa Trời. Thank you.
một lần gần tình yêu đã thành thành cuộc tình tình xanh tháng ngày. Chuyện tình mình đẹp như giấc mơ, nhớ hoài nhớ mãi không bao giờ quên, nhớ mãi đến ân tình xưa đắm đuối môi hôn đầu tiên.
tình yêu như tiếng nhạc
Còn lại là các cái thành phần là cô cậu chú dì và anh em bạn bè, nói chung là hôm nay sẽ sang báo cáo để gọi nhà gái và tiếp tục cái chương trình là uống ăn dầu hút thuốc, sau đó rồi chúng tôi cũng được miễn phép các cụ là xin ngày mai trong giờ này thì chúng tôi được sang đón cháu gái của ông bà chấm đã sinh ra về bên đấy làm dâu làm con của gia đình và họ hàng chúng tôi ở bên nhà đã báo cáo với các cụ như thế. Báo cáo quản gia, tôi xin giới thiệu tôi là bố cháu Huệ và đây là các bà của cháu Huệ, tôi gọi bà cô bà dì, rồi bà bá của tôi. Thế còn đây là ông anh trưởng, đây là anh tôi và đây là họ. Những cái kia thì có ba cụ, thế còn các bạn. Thế thì báo cáo với các cụ và nhà trai thì hôm nay cái tinh thần trong quá trình các cháu đã được ghép vào hai gia đình, thế rồi tìm hiểu để xây dựng hạnh phúc. Trong cái thời gian thì cũng không dài nhưng mà cũng không phải ngắn. Thế hôm nay á thì được sự chín mùi với cái tinh thần là tâm đầu ý hợp, thì trên cơ sở hai gia đình thỏa thuận và nhất trí để các cháu xây dựng hạnh phúc gia đình. Thế hôm nay là giới thiệu với các cụ nhà gái, nhà các cụ nhà trai, tức là sang để làm lễ và xin ngày mai là xin cháu về để làm dâu con bên ấy. Với tinh thần thì được phép của hai gia đình, thế rồi ủy ban nhân dân xã, thế rồi đứng về phía bên tổ chức thì đã làm được. Còn hôm nay trên cơ sở tuần giữa hai gia đình trên cơ sở thì có cổ như có kim, cho nên chúng ta không thể bỏ được cái gọi là các cụ đã trả có tiền. Thế chúng tôi á, tôi với ông Dương thì bây giờ nó phải dạy bằng chân kiến ấy, muốn hay không muốn thì có bỏ mới có kim, ta phải sửa cái tốt, cái gì là phải tốt đẹp nhất thì ta làm. Thế còn cái gì mà nó không phiền hà này kia mà kho treo thủ tục các cụ này chưa sửa chưa kia ấy, chúng tôi thì có những chỗ nào mà thất thố thì trước tiên là chúng tôi sẽ xin phép các cụ ở trên tha thứ với thủ tục và có thể có những cái gì được. Mẹ mẹ ông Lương chúng con tức là tổ chức xây dựng và chúng ta hạnh phúc của các cháu là những người mà lấy cái mũi chén rồi đi chém con. Để lại ở đây đây.
cho tuần mới và thật từ chay nếu chân thơm nồng làm sao anh vội quên đi làm sao anh khó biết thêm dù anh cười hay không chỉ biết anh yêu nàng là một bài ca tình anh rất nồng những lời dành đẹp cười đẹp cười hơn bao lá hoa nói lên hình ai con tim ngập say lời ca yêu đương là một vòng quay rất tròn từ nhau vượt qua vượt qua vượt qua cơn đau trái tim hay những câu ca ân tình cùng nhau vượt qua tìm đến bài ca. Thật hay
trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi xa đợi chờ đường sang nhà vang tiếng pháo vui theo kiểu hoa có đôi phụ dê còn trong đời bạn bè dẫm tên và ngoài ra đã xa thật rồi đâu còn mùa xuân này anh sẽ cưới em lũ bạn xa chắc không được mời đường chim trời đầy đo bốn phương đưa đầu non đưa bên vực suối nhờ mây trời rồi mình đưa tin rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình mùa thu còn đó con. Xin mời các bạn.
Make me walk, make me talk, do whatever you please. I can act like a star, I can beg all night.
Well, Bobby, we're just getting started. Oh, I love you, Ken. Rồi, được rồi, được rồi, cảm ơn các bác, được rồi. Cháu gặp nhau đến gia đình, cháu được hạnh phúc. Tôi cũng xin Thank you.
mong chờ. Vòng tay ngất ngây đắm say tình đôi ta. Thời gian thoáng bay theo tháng năm miết mài, tình vẫn đơn côi. Hỡi em còn nhớ nhiệm màu đến trao ân tình với tôi. Dòng sông xưa vẫn trôi, nước cuốn trôi vào biển khơi. Vòng tay em âu yếm vẫn mong chờ, buồn vương theo nhánh sông vẫn ngóng trông hoài nhớ mong. Về đây em yêu dấu mãi bên nhau. Anh sẽ yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu.
dài lâu. Em, anh muốn yêu em đậm sâu. Bên giờ
dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhìn cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhìn cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để yên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân anh. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhận cưới xây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sáng pháo rơi đầy đường, quê tôi trai gái vui trong lòng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân, bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu, môi kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để yên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhận cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ. Thưa hồi hôn, thật là hôm nay vui vẻ cửa nhà,
lão Đức Đường xuân vạn lời ca. Hôm nay vui vẻ cửa nhà, vui từ ngã bảy ngã ba vui về. Thu hồi hơn hàng ngàn đời lay, trải quyết bao nhiêu thế hệ cuộc sống và con người, nhưng đâu ai định nghĩa được hay chứ tình yêu. Có cả thì cho tình yêu chỉ là một viên đạn, không đầu một người bị trúng thương thì chả bao giờ được hàn gắn. Có kẻ thì cho tình yêu chỉ là lửa của ban mai, lửa đêm tối mà duyên trời may rủi gặp nhau. Nhưng có người lại cho tình yêu là sống trọn một mùa câu, rồi bình thường trôi đi bởi lễ giáo ngàn lắm bó chặt. Thu hồi hôn ngày ấy ở vương quốc trẻ mãi không già. Có một khu rừng đầy hoa thơm cỏ lạ, nơi mà những làng tiên thường xuống chơi ngắm cảnh đẹp trần gian. Vì mải vui cho nên làng tiên thứ 8 bỏ quên nơi cái là phải ở lại làm dâu trần gian. Cái truyền thuyết về tình yêu ấy mãi mãi được lưu truyền cho tới ngày hôm nay. Quyết bao nhiêu sự kiện đang làm rung chuyển trái đất, nó không thể át nổi lời lẽ thiết tha yêu thương của tuổi trẻ. Anh yêu em đó là tiếng nói của người con trai, và người con gái cũng khẽ khẽ trả lời qua hơi thở: vâng, em cũng yêu anh. Thật vậy, tình yêu tuổi trẻ như vầng đáy dương chiếu tỏa khắp mọi miền. Trong cuộc sống bốn mùa đất trời kết lá trổ hoa, tôi đều cho cuộc đời thêm rực rỡ và cũng mới đổ thu qua đông tàn để rồi xuân lại đến. Khi mùa xuân đến cho chim rơi tổ ấm người tìm lứa đôi. Mỗi vị đất khách chúng ta hiện diện trong buổi hôn lễ hôm nay đều mang trong lòng một bầu không khí vui mừng và phấn khởi cho sự tác hành của đôi bạn trẻ quá trình tìm hiểu được. Anh nói tiếng yêu em cúi đầu nếp thằn mấy lần còn ửng hồng trên đôi má thắm. Kiếp mưa của ngày xưa hôm nay đã trở thành sự thật, để tâm hồn anh căng thẳng như sợi dây đàn. Chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ ngân lên lời ca tiếng hát. Hôm nay anh đón em về trong vòng tay mở rộng chiều mến bao la, cho mẹ cha thỏa lòng máu ước để sân nhà từ lay rộn rã tiếng trẻ thơ. Mỗi năm là một mùa thu, để rồi mỗi năm là một thằng cu bế bồng. Thưa hồi hôn vậy mà vừa rồi cô dâu vẫn còn thủ thỉ bên tai chú rể: anh ơi, hôm nay lễ cưới linh đình, sao có người họ lại bảo là mình lấy ta? Rồi đến bao giờ các thằng cu tí nó bỏ ta? Thưa hồi hôn đến giờ phút này mà họ vẫn còn thủ thỉ bên nhau, lời thề thốt yêu thương. Chú rể thì nói với cô dâu: anh nguyện cùng em đến trọn đời, dầu cho sinh vật có đầy vơi, làm anh chung thủy không thay đổi, tình sáng hơn sao sáng giữa trời. Thật vậy, họ yêu nhau như cánh hải âu không bao giờ rời xa biển cả, nhưng đã được lâu trở về chờ treo vút ngang mặt sóng. Họ yêu nhau cho dù người kia mối duyên không còn mặn mà song sắt tình đã mãi thắm đồng. Nếu như ai hỏi tôi ai là người hạnh phúc nhất của buổi hôn lễ hôm nay, thì đây xin mời các bạn trẻ hãy đứng lên nắm tay họ, mời hai họ nhấm nháp hương trà thượng đẳng với nhau.
Xin chúc hai họ mới thông gia, chúc mừng hai họ sống chan hòa, đoàn kết bên nhau tình thắm mái, mừng cho hai họ mới thông gia. Và cũng xin chúc cho chú rể với cô dâu một trai một gái những năm đầu, những năm sau đó sẽ tiếp tục là việc ngăn mẫu lối theo nhau. Và cái tình cảm này tôi không quên dành cho những bạn trẻ nam nữ thanh niên. Chúc cho mỗi cô lấy một chồng, mau mau thanh toán lạn làm không. Cô nào chưa có rồi cũng có, tất cả năm nay sẽ đắt chồng. Còn giờ đây chúc đến những bạn trai người yêu chưa có cứ tìm hoài. Chưa có đi tìm rồi sẽ thấy, thấy rồi tổ chức cưới liền tay. Để mừng cho hạnh phúc của cô dâu chú rể, mở đầu cho chương trình liên hoan văn nghệ là giọng hát của nam ca sĩ Thanh Phong qua bài hát Hôn Ngôi Xa, một sáng tác mới được giới trẻ hiện nay đang yêu thích nhất. Tôi xin gửi tặng cô dâu chú rể bài hát của nhạc sĩ Trần Minh Phi, bài mang tên Hôn Môi Xa. Yêu thương.
Xin hai họ hãy động viên và cổ vũ cho nữ ca sĩ Thủy Linh một tràng pháo vỗ tay thật to nào. 2, 3, xin cảm ơn khán giả. Mặt trời của em, mặt trời, mặt trời, mặt trời.
Thank you.
phúc hạt thắng bên người. Thằng lòng vui quê, xin hát tặng bài ca, đời chọn tôi ta vào sâu đánh tình diễn đưa.
đêm thứ ta còn vẫn đang dịu nhau cho tới khi nắng lên, nắng bên ngoài đã lên cao. Cuộc đời của đôi ta sẽ còn chưa chan hạnh phúc vì nhớ giây phút này ta đi vào lưới yêu đương. Ta ôm em trong tay trôi kỷ em vào ta, ta nghe trong thinh không có tiếng thiên thần ca, ta nghe trong tim ta tiếng vỗ như mơ hồ nói nhau lời yêu mãi. Đêm tân hôn sau tiệc cưới ta dịu nhau khiêu vũ trong tình yêu muôn đời ta bắt đầu vòng trời đầy trăng sao nhưng chợt thấy trong màn đêm sao 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 bỗng rơi rớt ngay trong đôi mắt em. Ta ôm em trong tay trôi khi em vào ta, ta nghe trong tim